Kênh Văn hóa Lịch sử mến chào các quý vị thính giả. Cuối thời Đông Hán, đất nước Trung Quốc lâm vào cảnh loạn lạc, chiến tranh liên miên. Trong triều, do bọn hoạn quan hoành hành quá mức, đại tướng quân Hà Tiến và một số đại thần chủ trương mời Tây Lương hầu Đổng Trác mang quân từ Tây Lương về lập lại trật tự. Không ngờ, Đổng Trác cậy công và có dã tâm nên tình hình triều đình vẫn không yên, vua và quan lại trở thành con rối trong tay Đổng Trác. Quan Tư Đồ Vương Doãn muốn trừ bỏ Đổng Trác nhưng chưa có dịp nên bên ngoài giả vờ phục tùng Trác và bí mật lên kế sách được ông gọi là Liên Hoàn Mỹ Nhân Kế, mục đích khiến Đổng Trác và Lã Bố tự diệt lẫn nhau. Vương Doãn có một người con gái nuôi tên là Điêu Thuyền, lúc đó vừa qua tuổi trăng tròn nên tuyệt đẹp, lại thạo múa hát. Người thời đó ca tụng nàng có vẻ đẹp bế nguyệt, nguyệt thẹn nghĩa là đẹp khiến trăng thẹn mà nấp sau mây. Mỗi khi trăng lên nàng ra vườn chơi hóng mát thì vầng trăng được ví là hàng Nga, dường như thẹn rằng mình quá thua kém Điêu Thuyền nên phải chui vào mây, nói cách khác trăng mờ trước vẻ đẹp của Điêu Thuyền. Thơ rằng, huyền sử hay hiện thực, Điêu Thuyền vì đại nghĩa, hy sinh hết thân mình, trăng sáng, nàng ở đâu? Có truyền thuyết nói nàng tên thật là Nhâm Hồng Xương, do vào hậu cung của Hán Linh Đế, được nhận một chức quan nhỏ là Điêu Thuyền, do đó mới có tên gọi như vậy. Đổng Trác sở dĩ tác oai, tác quái vì chiêu mộ được một dũng tướng trẻ là Lã Bố Tước Ôn Hầu, làm tâm phúc nhận làm con nuôi. Tháng 4 năm 192, Vương Doãn mời Lã Bố đến chơi rồi hứa gả Điêu Thuyền nên Lã Bố mừng lắm. Sau đó, Vương Doãn lại bí mật mời Đổng Trác đến nhà dự tiệc. Khi nhìn thấy Điêu Thuyền ra mời rượu và múa một điệu ngắn để góp vui, Đổng Trác nhìn như ngây dại si mê. Lúc đó, Vương Doãn mới thưa với Đổng Trác, nghĩa nữ của tôi là Điêu Thuyền đó, nếu Thái sư không chê thì xin cho được nâng khăn sửa túi. Trác gật gù, tốt lắm, ta có thể đón nàng về hôm nay được không? Đã có sự liệu từ trước nên hai cha con Vương Doãn đồng ý, Đổng Trác sai người lập tức về nhà lấy lễ vật sang coi như đồ sính lễ rồi lập tức đưa Điêu Thuyền lên xe, hô quân tiền hô hậu ủng về phủ. Nhận được tin báo, Lã Bố nổi giận vác kích đến phủ Vương Doãn trách mắng om sòm. Vương Doãn giả vờ buồn rầu nói rằng, tôi đâu dám sai lời hứa, chỉ vì Thái sư nhìn thấy tiểu nữ của tôi liền đòi tôi phải tiến cho ngài ấy ngay. Tôi định phân bua về việc cháu đã có nơi trốn nhưng Thái sư cứ gạt đi. Tướng quân gần Thái sư đã lâu chắc hiểu tính tình ngài. Vả chăng, hiện nay Thái sư quyền nghiêng thiên hạ, chúng tôi làm sao dám trái ý. Nói xong, Vương Doãn lại sụt sùi, nắm lấy tay áo của Lã Bố, dường như đứng không vững. Lã Bố nguôi giận, đỡ Vương Doãn rồi nói, tiểu tử đã trách nhầm Tư Đồ rồi, chỉ tại cái lão thất phu họ Đổng. Biết Lã Bố đã mắc mưu, Vương Doãn kích động, cuối cùng Lã Bố nhận lời cùng các trung thần nhà Hán giết Đổng Trác lập công và giành lại Điêu Thuyền. Nguyên nàng Điêu Thuyền rất đẹp. Sách chép rằng nàng có khuôn mặt kiểu Thái Dương, mặt hơi nhỏ, thon, đầy đặn, cằm hơi nhọn. Môi mỏng nhưng hồng, ít mím lại, mũi hơi quặp. Mắt trong xanh, người sáng, mở rộng. Đó là người thông minh, sáng tạo, suy nghĩ trong sáng, nhân từ, nhạy cảm. Khi biết cha nuôi có chí giúp nhà Hán, trừ Đổng Trác mà không có kế sách gì, muốn dùng Điêu Thuyền nhưng không nỡ, cứ buồn rầu, suy tư không ăn ngủ được, chính Điêu Thuyền đã chủ động xin cha nuôi đừng lo nghĩ, nàng tình nguyện hy sinh vì nghĩa lớn. Vương Doãn đã khâm phục vái tạ đứa con nuôi rồi hai cha con bàn nhau thực hiện kế hoạch nói trên. Thực ra Vương Doãn cũng biết Điêu Thuyền phận mỏng, khó tránh kiếp nạn nên khi quyết định cho nàng tham dự mỹ nhân kế, lòng ông càng xót thương bội phần. Nhìn nghĩa nữ, Vương Doãn thấy dưới hai mắt có lệ đường, nơi nước mắt thường đọng lại, sâu, hẹp cũng biết tình duyên sẽ kết cục không tốt. Điêu Thuyền lợi dụng cơ hội nói với Lã Bố rằng mình bị Đổng Trác cưỡng bức rồi mặt khác lại khóc lóc nỉ non với Đổng Trác vì Lã Bố dám sàm sỡ nàng. Việc này khiến hai bố con nghi ngờ lẫn nhau, thật không ngờ, một cô gái bình thường như Điêu Thuyền lại có thể dùng trí thông minh tuyệt vời để Đổng Trác phải nổi cơn ghen tuông, dùng kích đuổi theo Lữ Bố, làm náo loạn phụng nghi đình. Thời đại Tam Quốc phân tranh cũng bắt đầu từ đó. Sử sách ghi chép, Điêu Thuyền trở thành thê thiếp của Lã Bố sau khi Lữ Bố giết Đổng Trác, khi Lã Bố bị bộ tướng của Đổng Trác là Lý Thôi đánh bại thì nàng đã theo chồng về Từ Châu. Lúc người này bị Tào Tháo giết, mỹ nhân xinh đẹp theo thân quyến của Tào Tháo tới Hứa Xương rồi bặt vô âm tín. Sự biến mất ấy đã trở thành một dấu hỏi lớn mà chưa có lời giải đáp. Số phận của Điêu Thuyền trong các truyền thuyết dân gian cũng có nhiều dị bản khác nhau. Có thuyết nói, Quan Vũ đã đem Điêu Thuyền giấu đi, Tào Tháo sau khi biết chuyện liền phái người đuổi bắt Điêu Thuyền rút kiếm tự sát. Một thuyết khác lại nói, nhờ sự sắp xếp của Quan Vũ, Điêu Thuyền trở về quê hương, sống cho tới già. Cũng có người nói, sau khi về quê, Điêu Thuyền xuất gia làm ni cô, sống cuộc đời ẩn dật yên bình. Theo giả thuyết khác, sau khi đánh bại Lã Bố và cướp được Điêu Thuyền, Tào Tháo bên ngoài thì tặng Điêu Thuyền cho Quan Vũ nhưng lại ngấm ngầm đồng ý ban mỹ nhân này cho Lưu Bị để chia rẽ mối giữa Lưu và Quan. Biết được mưu đồ của Tào Tháo, Quan Vũ đã giết chết Điêu Thuyền. Mặc dù được đánh giá là một vị quân chủ nổi danh với tài dùng binh, dùng người xuất sắc thế nhưng Tào Tháo lúc sinh thời lại có một tật xấu để lại tai tiếng ngàn đời. Đó là thói phong lưu, háo sắc và sở thích cướp vợ thiên hạ.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi giết được Lã Bố, Tào Tháo lại không dám chiếm đoạt điêu thuyền cho mình. Theo một số nhà phê bình Tam Quốc, câu trả lời xuất phát từ tính cách đa nghi, sự đề phòng cao độ, giỏi nhìn người và dùng người, đồng thời tham vọng bá chủ mạnh mẽ của Tào Tháo. Xét về diện mạo của điêu thuyền thì cho dù là ai cũng sẽ nhận ra vẻ đẹp của cô. Sở dĩ Tào Tháo không bị động lòng chỉ vì ông phát hiện ra một điểm đặc biệt ở người phụ nữ này. Cụ thể, từ cuộc đời của điêu thuyền, Tào Tháo đã nhìn ra sự nguy hiểm khôn lường của Hồng Nhan Họa Thủy. Để gây mâu thuẫn giữa Đồng Trác và Lã Bố, đơn giản chỉ có nhan sắc hơn người thì chưa đủ, nếu điêu thuyền không có chút tâm địa thì sao có thể phá hỏng mối quan hệ giữa hai người này. Hơn nữa, dù là Đồng Trác hay Lã Bố thì cũng đều là những đối thủ đáng gờm của Tào Tháo, vậy mà cả hai người này ít nhiều đều vì sự xuất hiện của điêu thuyền mà dẫn tới kết cục thảm hại. Giữ một mỹ nhân như vậy bên mình chẳng khác nào giữ lại một mầm tai họa. Có lẽ, sau nhiều lần cân nhắc, Tào Tháo đã cam chịu buông tay trước điêu thuyền. Với Tào Tháo, mục tiêu của ông là cả thiên hạ và chắc chắn sẽ không chấp nhận rủi ro lớn chỉ vì mỹ sắc. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.